Lưu ý đây là một video kể về một em có tên là Anya và đây chính là cô bé chỉ mới 12 tuổi. Lưu ý là cô ấy hoàn toàn không chơi Love Food. Tuy nhiên thì mình muốn cảnh báo cho các bạn, nếu như các bạn có gặp người này khi các bạn chơi Love Food hoặc là các bạn gặp trường hợp như thế này khi chơi Love Food thì các bạn nên cẩn thận nha. Và câu chuyện nó xảy ra như nào, các bạn cùng mình tìm hiểu. Roblox. Vào khoảng tháng 12 để chơi một số trò chơi, xây dựng một số mô hình và trò chuyện với bạn bè của mình, thấy rằng một trong những người bạn của tôi đang trực tuyến. Tôi đã mở cuộc trò chuyện của mình và mời cô ấy vào game chơi. Sau đó cô ấy đã nói rằng cô ấy phải rời đi để đi mua sắm. Theo bình thường, cô ấy luôn rất bận rộn. Ngay sau đó tôi nhận được thông báo từ một người dùng có tên là 4NN1. Tôi đoán đó là Anya. Nó khá ngây thơ với loại chính tả ngữ pháp của một cô gái trẻ bình thường, hoàn chỉnh với quá nhiều mặt cười. Nó đọc như sau: Xin chào, tôi đã thấy địa điểm của bạn và tôi nghĩ bạn rất giỏi về building. Tôi nghĩ chúng ta nên là bạn thân. Chúng ta có thể chơi trong phòng của tôi một ngày nào đó. Nó sẽ trở nên nổi tiếng nếu bạn giúp tôi. Thành thật mà nói, tôi sẽ bỏ qua. Trong hoàn cảnh bình thường, cô gái này có lẽ nhiều nhất là 10 tuổi, đang cố gắng trở nên nổi tiếng và có nhiều bạn bè tuyệt vời. Tuy nhiên tôi đã được mời đến bữa tiệc này, mặc dù chưa bao giờ gặp người này trước đây. Tôi đã đặt quyền trò chuyện của mình chỉ dành cho bạn bè và cô ấy không có trong danh sách bạn bè của tôi. Tôi đã kiểm tra lại tất cả điều này nhiều lần. Không, những người theo dõi tôi không được phép trò chuyện với tôi. Cô ấy không thể theo dõi tôi. Tôi không theo dõi cô ấy. Tất nhiên, nó có thể dễ dàng là một trục trặc, một lỗi của Roblox. Tôi trả lời với cô ấy: Cảm ơn vì lời khen. Nhưng bạn là ai? Bạn có phải là một trong những người bạn nhỏ của Delora không? Một vài giây trôi qua và cô ấy trả lời: Tôi không biết Delora, xin lỗi. Vậy ra đó không phải là bạn của em gái tôi. Tôi quyết định để nó ở đó và một số trò chơi khác. Chỉ vài phút sau, 4NN1 lại nhắn tin cho tôi. Nó nói đến chỗ của tôi. Tôi mặc kệ, tiếp tục chơi game. Tôi không cần dính líu đến một đứa học sinh lớp 1 nào đó và nó cần được sự chú ý. Tôi thực sự không thích trẻ con và tôi thích chơi một mình hơn. Cô ấy tiếp tục nhắn tin cho tôi. Tôi ngừng đọc chúng khá nhanh nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nhắn tin cho tôi. Chuỗi thông báo liên tục gây nên tiếng động khiến cho tôi trở nên khó chịu. Vì vậy tôi đã tắt trình duyệt của mình đi. Cuối cùng tôi rời khỏi trò chơi của mình luôn. 4NN1 đã ngừng nhắn tin cho tôi nên tôi đã đóng cửa sổ trò chuyện của mình. Thật là một sai lầm. Cô ấy bắt kịp tốc độ của mình ngay lập tức. Và mặc dù đã đóng hộp trò chuyện nhưng nó vẫn tiếp tục bật lên. Một tính năng Roblox hết lần này đến lần khác khiến tôi vô cùng thất vọng. Cuối cùng tôi quyết định rằng sẽ tham gia trò chơi của cô ấy, ngay cả khi chỉ để khiến cô ấy im lặng. Đó cũng có thể là một sai lầm. Tôi tham gia trò chơi có tên là 4NN1 Play, mô tả cũng là mặc định, với các mô hình hoa, mèo và chó. 4NN1 đã vào game, chờ tôi đến. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy đã gõ một số tin nhắn, quá phấn khích vì tôi đã tham gia trò chơi của cô ấy. Có rất nhiều điều tuyệt vời ở đây. Cô ấy nói với tôi một chút về việc cô ấy thích bánh quy như thế nào, và cô ấy thích mèo đến mức nào. Sau khoảng 10 phút, cô ấy thông báo với tôi rằng mẹ cô ấy đã nói với cô ấy rằng đã đến giờ đi ngủ. Sau đó cô ấy nói lời tạm biệt và rời khỏi trò chơi. Tôi làm theo. Chỉ là buổi tối đối với tôi đã mở Roblox Studio và làm việc. 4NN1 đã không nhắn tin cho tôi trong suốt phần còn lại của tuần, cho phép tôi có thời gian quý báu để quên cô ấy. Trên thực tế, khi cô ấy nhắn tin lại cho tôi, phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là 4NN1. Cô ấy lại rủ tôi đến chơi. Tôi vui vẻ làm theo, biết rằng tôi sẽ tránh được những phiền toái lớn. Tuy nhiên, tin nhắn của cô ấy làm phiền tôi. Cô ấy đã thay thế những biểu tượng mặt cười thông thường của mình bằng những cái câu mày, và thậm chí khuôn mặt của hình đại diện của cô ấy cũng không được đẹp lắm. Ngoài hai điều khá chói tai đó, cô ấy vẫn giữ thái độ lạc quan. Đó không phải là việc của tôi, vì vậy tôi không hỏi. Có lẽ là khó chịu vì một đứa trẻ thô lỗ ở trường hoặc một cái gì đó. 4NN1 chỉ đơn giản là trò chuyện với tôi. Khi tôi ở vị trí của cô ấy, tôi đa nhiệm chơi trò chơi trên điện thoại và không thực sự chú ý đến 4NN1. Tuy nhiên, tôi đã đặt điện thoại xuống ngay khi cô ấy bắt đầu hỏi một số câu hỏi khá là kỳ lạ. Chẳng hạn như, bạn có bao giờ muốn chạm vào chiếc đinh gỉ không? Bạn đã bao giờ ăn sống thịt của một con? Chưa. Bạn sống ở đâu? Tôi ghi nhận bảo cô ấy đừng hỏi những câu hỏi này nữa, vì chúng khiến tôi khó chịu. Cô ấy đã không dừng lại. Cô ấy cứ hỏi những câu hỏi giống nhau, nói với tôi rằng tôi không thể rời đi cho đến khi trả lời chúng. Tại thời điểm này, tôi đã cảm giác quá đủ cho cuộc trò chuyện hôm nay và rời khỏi trò chơi. Tôi đã chặn 4NN1 và không nghe thấy gì từ cô ta nữa. Đó là những gì đáng lẽ phải xảy ra. Chỉ 2 ngày sau, cô ấy gửi cho tôi nhiều tin nhắn giận dữ và khó chịu, xen lẫn những câu hỏi đáng lo ngại trước đó. Cô ấy muốn tôi quay lại trò chơi của cô ấy.
bởi vì tôi đã ăn gian bằng cách không trả lời câu hỏi của cô ấy. 4LN1 đã thử mọi cách, từ cảm thấy tội lỗi đến xúc phạm tôi, và thậm chí nghiêm túc tuyên bố rằng cô ấy chỉ còn rất nhiều ngày để sống. Tôi tiếp tục phớt lờ nó, tắt tiếng trình duyệt và chơi một trò chơi khác. Tôi tham gia trò chơi Dead Run để giết thời gian, nhưng thay vào đó chuyển hướng đến vị trí của 4LN1. Thay vì ở sảnh đảo đáng yêu của Dead Run, tôi lại ở trong căn nhà gỗ màu hồng xấu xí quá đổi quen thuộc. 4LN1 không vui khi gặp tôi. Cô ấy hỏi tại sao tôi ghét cô ấy, tại sao tôi cứ bỏ đi, và tại sao tôi lại xấu tính như vậy. Tôi lịch sự bảo cô ấy bình tĩnh lại. Cô ấy đã làm, nhưng vẫn tiếp tục ủ rũ và khó chịu. Sau đó, tôi thực sự hy vọng rằng mình không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Nhưng, tất nhiên, tôi lại bị kéo vào cuộc chơi với một cô gái điên cuồng này. Hình dạng avatar của cô ấy thay đổi thêm một lần nữa. Có một vết đỏ trên mặt cô ấy, và những con chó trong sân của cô ấy đã biến mất. Lần này 4N1 không mắng tôi nữa, hoặc hỏi bất kỳ câu hỏi gì kỳ lạ. Cô ấy lại trò chuyện với tôi về những thứ cô ấy thích, nhưng không có sự động viên như thường lệ. Sau một thời gian, 4N1 khá đột ngột đã nói điều này: ở đây nóng. Cô rời cuộc chơi ngay sau đó. Ngôi nhà màu hồng của cô bốc cháy và bầu trời tối sầm lại. Sự tò mò bệnh hoạn của tôi đã dẫn tôi vào ngôi nhà đang cháy. Bên trong là một bóng đen đang bốc cháy với một nụ cười cực kỳ kinh dị. Tôi đã rời khỏi trò chơi và lẩn xuất khỏi Roblox. Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Nếu đây là một trò chơi khăm của một kẻ lợi dụng nào đó, thì đó là một trò chơi hết sức kinh tởm. Tôi đã không tham gia Roblox trong vài tuần, và khi quay lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy cô ấy không liên lạc với tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Và cũng có rất là nhiều giả thuyết cho rằng đây là một câu chuyện mà nó có thật về cô bé 12 tuổi này các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem một video thì nó sẽ nói về quá trình và tại sao cô ấy lại như vậy. Cô bé 12 tuổi lại trở nên kỳ lạ đến như vậy các bạn có thể xem. Nhiều người kể rằng mẹ cô là một người rất nóng tính. Bà ấy sẽ đánh cô cho dù cô làm bất kỳ một lỗi nhỏ nào. Và một lần khác, Annie đã vô tình làm rơi chiếc đĩa của mẹ, và bà ấy đã giết con chó của cô ấy và nấu cho cô ăn. Sau khi biết chuyện, cô đã rất tức giận và đốt cháy ngôi nhà trong khi mẹ và cô vẫn đang ở trong đó. Nhưng nhiều người nói rằng Annie vẫn đang ở trong The Block. Hãy cẩn thận ngoài đó nhé. Nói chung đây là toàn bộ câu chuyện kinh dị về cô bé 12 tuổi chơi Roblox nha. Và nếu như các bạn có gặp người này trong Love Food á, thì mình khuyên các bạn nên là các bạn out luôn, không kết bạn, hoặc là các bạn đừng quan tâm luôn. Tại vì nếu mà các bạn gặp như vậy thì nó rất là kinh dị. Nhưng mà theo một số mình tìm hiểu á, thì đây chính là câu chuyện Creepypasta. Mà những câu chuyện Creepypasta các bạn, thì thường là nó chỉ sinh ra để hù dọa người chơi thôi, tức là nó không có thật. Nên là các bạn cũng yên tâm một phần nào nha. Và cô bé này cũng đã offline được 3 năm trước, nên là mình nghĩ là sẽ không có cơ hội, hoặc là rất hiếm khi cô ấy có thể quay trở lại và khiến cho người chơi sợ hãi thêm một lần nữa nha. Tôi đang sử dụng tài khoản phụ của mình có tên là Pat452. Tôi đã cười với em họ của mình khi chúng tôi chơi trò chơi Wolves Like You. Bởi vì trò chơi này được những người khác tạo ra, luôn có những chữ dễ thương hoặc hấp dẫn, có nghĩa là họ tìm kiếm hẹn hò trực tuyến. Chúng tôi đã cười rất nhiều vì cuộc trò chuyện tràn ngập muốn làm bạn đời của tôi, hoặc những thứ tương tự. Nhưng tôi sẽ không nói về cuộc sống của người sói hai. Tôi sẽ nói về điều gì đó tồi tệ hơn thế nữa. Nhiều điều tồi tệ hơn. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm các trò chơi thú vị. Khi tôi thấy rằng một người lạ trong Discord đã gửi cho tôi một đến một trò chơi Roblox có tên là Thế Giới Đỏ, hay các bạn có thể gọi đó là Căn Phòng Máu. Trò chơi được tạo bởi một người dùng có tên là Ray Steer, và hình thu nhỏ của nó có vẻ không thực sự đẹp. Đó là một hình ảnh tĩnh giống như một màu đỏ với một số hạt màu đen. Tôi tò mò về trò chơi, vì vậy tôi đã tham gia. Đây là khi sự hỗn loạn thực sự bắt đầu. Trước hết, bản đồ chỉ là một mê cung màu đỏ rối mắt, không có lối ra thực sự. Âm thanh thật tệ, và nó bắt đầu bằng một giọng hát. Sau đó chuyển sang một kiểu phụ nữ nào đó nói điều gì không thể hiểu được. Bạn có thể nghe thấy âm thanh khi xem video tôi đã tải lên. Trên đầu màn hình báo lỗi, bạn đã mất kết nối với trò chơi, mà toàn chữ lủng củng. Tôi biết đây là giả mạo, vì hình chữ nhật màu đỏ đó biết lỗi xảy ra trước khi cập nhật. Lỗi kết nối mới là một dòng chữ xuất hiện ở giữa màn hình.
Tôi đi về phía trước, rồi đột nhiên tôi bị dịch chuyển đến một vị trí khác của mê cung. Tôi tiếp tục đi theo những hướng ngẫu nhiên cho đến khi tôi vào một căn phòng nào đó và âm nhạc thay đổi. Nó nghe giống như một âm thanh la hét bị trục trặc. Ôi chúa ơi, những gì tôi thấy tiếp theo làm tôi rùng mình. Tôi nhìn thấy một ngọn lửa. Tôi không thể thấy chính xác nó là gì. Tôi thấy nó đang đuổi theo tôi. Tôi gần như nhảy khỏi ghế. Tôi không đủ nhanh để phản ứng và ngọn lửa đã bắt đầu lấy tôi. Tôi đã quá tò mò để xem ngọn lửa là gì, nhưng sự tò mò luôn dẫn tôi đến một kết thúc tồi tệ. Vì vậy, tôi đoán rằng tôi đã có điều này. Sau đó, tôi bị đuổi khỏi trò chơi với lỗi tiếp theo. Roblox đã tắt máy chủ trò chơi này để bảo trì. Mã lỗi 275. Cái gì? Tôi quyết định chơi lại. Lần này tôi không thu âm. Tôi cố tránh ngọn lửa, nhưng vô ích vì nó quá nhanh đối với tôi. Khi tôi nghe bài hát, tôi biết ngọn lửa đang ở gần đây. Tôi cố gắng né tránh nó, hoặc về cơ bản là làm bất cứ điều gì, nhưng nó vẫn vậy. Phải có một cách để tránh điều này. Tôi chỉ cần đi những con đường khác nhau cho đến khi một trong số chúng dẫn tôi đến một kết thúc khác. Nhật ký 2. Xin chào, tôi đã trở lại. Lần này mình sẽ thử đi nhiều hướng khác nhau để tìm ra điều gì mới, xem mình có tránh được ngọn lửa lần này không nhé. Tôi nhận lấy một cái gì đó. Hình đại diện của tôi đã thay đổi. Nó có cánh tay của cơ thể Roblox Man và thân, chân và đầu từ cơ thể Roblox Boy. Da của nó đều có màu đỏ, ngoại trừ phần thân có màu đỏ đậm hơn. Tôi không biết phải nghĩ gì về điều này, nhưng tôi đã bỏ qua nó và sau đó tôi quyết định chơi trò chơi. Tôi đã đi những con đường khác nhau thời gian này. Nó dẫn tôi đến một góc mà tôi không thể đi qua và nó sẽ dịch chuyển tôi trở lại. Tôi đã thử đi thử lại nhiều lần, nhưng trò chơi đột nhiên bị sập do sự cố Internet. Tôi biết đây không phải là vấn đề Internet. Đây là trò chơi. Nó không muốn tôi ở đó. Mặc dù trò chơi bảo tôi hãy thoát ra, tôi vẫn tiếp tục tham gia. Tôi biết điều này sẽ có kết thúc, chỉ là tôi không thể tìm thấy nó. Tôi cần thêm thời gian. Tôi đã thử thêm 2 lần nữa mà không ghi lại, và tôi đã bị ngọn lửa bắt lấy. Nếu tôi cố gắng đi về phía bên trái, tôi sẽ nhận được thông báo lỗi. Đã xảy ra lỗi không mong muốn và nó lấp phải thoát. Chúng tôi rất tiếc. Tôi không biết tại sao trò chơi này không muốn tôi ở đó. Nếu Red ADSTR đã tạo ra một trò chơi thì đó phải là một lý do. Anh ta không thể đá tất cả những người vào đó. Có một lựa chọn mà tôi chưa thử. Tiếp tục. Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối tôi chơi trò Red World. Chúc tôi may mắn. Nhật ký 3. Được rồi, tôi đã cố gắng đi về phía trước. Tôi lại được chào đón bởi một góc mà tôi không thể đi qua. Nhưng khi tôi đi ngược lại, tôi được chào đón bởi một người hoàn toàn màu đỏ đang đi về phía tôi. Khi người đó chạm vào tôi không thể di chuyển được nữa và tôi đã gặp lỗi, khiến tôi bị đuổi khỏi máy chủ. Thế là xong, tôi bỏ cuộc. Không có lối ra khỏi mê cung này, tôi đã thử mọi thứ. Tôi biết tôi không nên bỏ cuộc, nhưng tôi phải làm vậy. Nếu bạn tìm thấy một lối thoát, xin vui lòng hãy cho tôi biết ý kiến. Tôi không thể thay đổi hình đại diện của mình trở lại, nó bị kẹt như thế này. Vì vậy, tôi đoán tôi nên tạo một tài khoản khác. Nhật ký 4. Tôi không biết phải nói gì bây giờ, tôi đã tìm mọi cách, mong tìm được lối thoát nhưng không được. Vì vậy, tôi là BlueGD, còn được gọi là New Shadowlink YouTube hoặc Path452. Và đây là câu chuyện của tôi về thế giới đỏ. Kết thúc. Nhật ký 5. Thực sự nó không phải là kết thúc, tôi không thể bỏ cuộc ở đây. Tôi đã học được rằng nếu bạn muốn làm điều gì đó, hãy cố gắng làm đi, làm lại cho đến khi bạn làm được. Nhân vật của tôi đang trở lại bình thường như bạn có thể thấy. Mình đang chơi lại thế giới màu đỏ, đi con đường đầu tiên tôi đã thử, tránh ngọn lửa. Chúa ơi, trò chơi đã được cập nhật và âm thanh giờ xấu hơn. Bây giờ trông nó còn đáng lo ngại hơn. Con đường giờ trở nên tối hơn. Tôi sẽ xem nếu ngọn lửa đã thay đổi. Quả thực nó đã thay đổi. Ngọn lửa bây giờ thực tế hơn và bạn có thể nhìn thấy khói từ xa. Âm nhạc làm cho nó rùng rợn hơn. Bây giờ nó có âm thanh vực thấp. Có video, bạn có thể xem nó. Nhật ký 6. Xin chào, tôi đã trở lại. 2 tuần trước, tôi đang kiểm tra các bình luận trong video Red World 2 mà tôi đã tải lên. Video ở bài đăng 2, tôi thấy một bình luận thu hút sự chú ý của tôi. Bỏ qua thực tế là chỉ có 2 bình luận. Người này nói rằng âm thanh của thế giới màu đỏ có tên là 6661A91EBI88 và nó là anime nhưng được dịch ngược lại. Sau khi tôi nhìn thấy bình luận, tôi đã ghim nó và tặng nó một trái tim. Tôi cũng đã trả lời nó. Tôi chắc chắn sẽ tìm kiếm nó. Anh không trả lời trong một thời gian dài, 3 ngày trước. Cuối cùng anh cũng trả lời. Anh ấy đã gửi cho tôi một liên kết đến một video.
được cho là âm thanh. Tên của video là chấm đen, chấm nhỏ, chấm hỏi. Tôi đã sao chép tên và dán nó lên Google dịch, và nó được dịch thành To Be The Messiah. Như anh chàng đã nói, video đó là âm thanh của thế giới màu đỏ, nhưng nó sâu hơn, giống như âm thanh mà tôi đã đề cập trong nhật ký năm. Tôi đã quyết định điều tra tài khoản Red Eddie Steer. Anh ấy có rất nhiều người theo dõi. Anh ấy không theo dõi bất cứ ai và anh ấy chỉ có một người bạn. Tên của người bạn là Jenny Feelings. Jenny Feelings, cô là thành viên của Revolution Mrs. Hunter. Hình đại diện của cô ấy rất đơn giản, chỉ là một cô gái màu tím khỏa thân với mái tóc màu tím. Cô ấy đang quấn một chiếc khăn quàng cổ và có chữ G ở ngực. Cô đã tạo ra hai trò chơi. Cái đầu tiên được gọi là tương lai lạnh giá, nhưng nó đã bị đóng cửa cho du khách. Cái thứ hai mở cửa cho khách tham quan và nó được gọi là cảm xúc. Tôi quyết định chơi nó. Âm nhạc của trò chơi khá buồn và ngay cả đại hình đại diện của tôi cũng buồn. Anh ấy đang nhìn xuống giống như anh ấy đang chán nản, và anh ấy bước đi rất chậm. Trò chơi giải thích cảm xúc của Jenny. Nó có những ngôi nhà 3D và văn bản, giống như câu chuyện kinh dị trong trò chơi câu chuyện kinh dị đó. Đây là những gì tôi đã thấy. Và những gì tiếp theo là những điều cực kỳ tồi tệ để xảy ra với Jenny ở trong game. Và thực sự là tôi cũng không muốn kể đến nó. Sau đó tôi đã out game. Restia. Tôi quay trở lại thế giới đỏ và tôi thấy những trò chơi rùng rợn trên. Phần khuyến nghị có một trò chơi gọi là Restia. Đó là Red một thế giới, nhưng âm nhạc có vẻ vui vẻ hơn khi tôi đang chơi. Điều này khiến tôi cảm thấy bớt sợ hãi hơn. Đây là trò chơi duy nhất tôi chơi trong phần được đề xuất. Quay lại nơi tôi bắt đầu bài viết này. Âm thanh. Tôi đã tải xuống Audacity, chương trình âm nhạc, và hoàn nguyên âm thanh của Red World. Phần đầu tiên, hay còn gọi là những đứa trẻ hát một bài hát được hoàn nguyên. Giờ là phần gốc, nghe giống như những đứa trẻ đang hát một bài hát chúc mừng Giáng sinh. Người phụ nữ phát ra âm thanh kỳ lạ trong game gần như vẫn giống như vậy. Tôi đoán không có một bí mật nào cho người chơi. Giờ tôi đang muốn chơi những game để thư giãn. Nên tạm biệt và hẹn gặp lại sau. Nhật ký 7. Tôi đã trở lại, tôi đã bị cúm dạ dày cả tuần. Một tuần nữa bị virus cổ họng khủng khiếp, và một tuần nữa bị viêm tai giữa. Bây giờ tôi ổn, vì vậy tôi quyết định điều tra thêm. Được rồi, trước hết có một trò chơi mà tôi cần điều tra. Tôi không thể chỉ khám phá tất cả chúng, nhưng tôi đã khám phá được một trong số chúng. Đây là cái đầu tiên. Vì vậy, trò chơi này giống như một hòn đảo. Tôi sinh ra gần một vũng nước trên núi. Tôi phải tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của mình. Vì vậy tôi đã quyết định đi qua một số thác nước và một số hồ nước nhỏ. Có một ngôi nhà nhỏ, đó là thứ thu hút sự chú ý của tôi. Và cũng có một cái hồ kết thúc ở rìa bản đồ. Tôi quyết định xem ngôi nhà như thế nào. Nó có màu hồng với một số bức vẽ mà một nghệ sĩ thông thường sẽ đăng trên internet. Tất cả các bức vẽ đều có điểm chung, chúng đều là những bức vẽ về các loài chim. Không biết ông này có mê chim không nữa. Vì không có gì để khám phá ở đây, tôi quyết định sang trò chơi tiếp theo. T05DVUGAUKDWREPMVERGR. Vâng, đó là tên của trò chơi này. Kỳ lạ như địa ngục. Khi tôi tham gia, tôi cũng biết nó là gì. Nhưng mọi thứ đều có màu đỏ, có những cột màu đỏ sẫm và có sương mù màu xanh lá cây. Tôi thấy một dấu hiệu, có các số ngẫu nhiên từ 10 đến 110. Trong đó có thể là một mã. Tôi không thể sao chép tất cả những thứ đó và tìm một người dịch để xem nó nói gì. Tôi sẽ làm điều đó vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ. Có một cổng dịch chuyển gần đó nên tôi đã đi vào. Nó dịch chuyển tôi đến một trò chơi khác. Tôi quên mất tên của nó, nhưng đó là một đoạn dốc khổng lồ đưa tôi đến một cổng dịch chuyển khổng lồ. Tôi nhận thấy có một số loại ngôi sao năm cánh. Ngôi sao năm cánh giống như cánh cổng rất lớn. Tôi tìm đường vào cổng dịch chuyển và được dịch chuyển vào trò chơi tiếp theo. Đó là một chướng ngại vật dễ dàng. Tôi đã rơi xuống khoảng 0.3 lần, nên hoàn toàn màu đen, và các nền tảng có màu đỏ. Tôi đã hoàn thành OB sau 3 lần thất bại ngu ngốc. Vâng, tôi không giỏi về sở thích OB này. Tôi đã không nhận ra cái cuối là cái gì. Tôi đã được dịch chuyển tức thời vào một trò chơi cuối cùng. Tôi không thể làm bất cứ điều gì trong đó. Mặt đất màu đỏ, bầu trời màu đen, giống như hình đại diện của tôi. Hình đại diện của tôi bây giờ đã được làm bằng các hạt giống như là hình vuông màu đen. Đột nhiên tôi thấy một chiếc ghế bắt đầu di chuyển. Ôi chúa ơi, tôi nhảy khỏi ghế và bắt đầu thở gấp. Ngay lập tức tôi nhấn ALT cộng F4 và trò chơi đóng lại. Mặc dù không xem nó, nhưng tôi vẫn bật TV lên để nghe gì đó, vì trò chơi không có âm nhạc.
Mọi thứ diễn ra trong game thật điên rồ. Và tôi cũng không biết nói gì nữa. Được rồi, ngoài Red World, đây là một trong những game đáng sợ nhất mà tôi từng chơi. Xin lỗi nếu bài viết này thật sự không hay, tôi chỉ hơi mệt thôi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ khám phá nó nhiều hơn nữa. Nếu bạn nhận thấy điều gì mà tôi không nhận thấy, hoặc nếu bạn tìm thấy trò chơi, tài khoản có thể liên quan đến Red ID, STR hoặc Red World, hãy cho tôi biết, nó sẽ giúp tôi rất nhiều. Bài viết kết thúc ở đây, tôi sẽ trở lại vào ngày mai. Tạm biệt và chúc có một ngày tốt lành. Nhật ký 8. Xin lỗi vì đã không viết ngày hôm qua. Hiện tại tôi không có nhiều thông tin về thế giới đỏ, nhưng một người trong video trước đã nói với tôi điều gì đó. Có một trò chơi không phải trò chơi của Roblox, mà là một trò chơi thực sự tên là Sát Satan. Trò chơi này sẽ chia sẻ âm thanh đó với thế giới đỏ. Âm nhạc trong menu chính của trò chơi này giống với âm nhạc mà bạn nghe thấy trong thế giới đỏ. Thế giới đỏ của Red ID Steel dựa trên trò chơi này, tôi từ chối chơi nó vì nó thậm chí còn đáng sợ hơn thế giới đỏ, và tôi thực sự không muốn chơi trò chơi này. Trên thực tế, âm thanh của người phụ nữ trong thế giới đỏ là một phiên bản bị móc mép của bản gốc. Trong trò chơi gốc, cô ấy đang hát trong chuyển động chậm. Nó tương tự như bài hát của Freddy Krueger, nhưng tôi không thể xác định được nó. Sau đó, bài hát tiếp theo sẽ là người phụ nữ tạo ra những tiếng động kỳ lạ, giống như những tiếng động được nghe thấy trong Red World, nhưng cao độ và nhanh hơn. Tôi sẽ có thêm thông tin trong bài tiếp theo. Hẹn gặp lại sau. Nhật ký 9, cập nhật ngắn. Rõ ràng những gì anh chàng ở bài đăng 6 nói là hoàn toàn giả mạo. Tôi chắc chắn rằng video 2B Messiah là giả mạo vì nó được tải lên sau video Red World 2. Âm thanh gần giống với video Red World 4. Ngoài ra, Ready Steer đã thay đổi hình đại diện của mình. Jenny Feelings cũng vậy. Jenny nói rằng cô ấy cảm thấy tốt hơn. Trạng thái Red ID hoàn toàn trống. Nếu Red ID Steer thực sự là một tài khoản thay thế thì sao? Xin lỗi nếu điều này thực sự ngắn, nhưng đây là điều duy nhất tôi có bây giờ. Tạm biệt, tôi sẽ gặp lại bạn sau. Nhật ký 10, vấn đề là như thế này. Tôi đã tìm thấy một người tên là Ushane19. Người này đã nhận ra tôi từ cái Creepypasta đáng sợ này. Anh ấy chỉ đến chỗ tôi và nói: "Bạn có phải là người đến từ Creepypasta đáng sợ không?" Tôi nói có, và anh ấy đã gửi cho tôi một lời mời kết bạn. Tôi đã chấp nhận nó và nhìn vào hồ sơ của mình. Tôi xem danh sách bạn bè của anh ấy. LittleBird78 có trong đó. Anh ấy hỏi tôi có Discord không, và tôi không trả lời. Ngày hôm sau, tôi lại chơi với anh họ của mình bằng tài khoản thay thế của tôi, Pat452. Chúng tôi đang chơi trò chơi sống sót sau thảm họa tự nhiên, Natural Disaster Survival. Cho đến khi Ultranay19 tham gia, anh ấy nói với tôi nếu tôi muốn xem sự sáng tạo trò chơi của anh ấy. Và tôi nói là có, vì tôi không biết anh ấy nói gì nếu tôi từ chối. Tôi nói với anh họ rằng tôi sẽ quay lại ngay. Anh ấy thấy ổn với điều đó, và tôi tham gia trò chơi của anh ấy. Anh ấy chỉ tạo ra một trò chơi duy nhất, Sudretian. Mô tả của trò chơi chỉ là ít chấm. Tôi quyết định tham gia. Trò chơi là một tấm đế màu vàng với một cái cây bên trong và một số tảng đá xung quanh nó. Sau khi tham gia trò chơi Ultranay19 đăng cho tôi, thì tôi đã đăng liền một bài đăng cho mọi người biết về điều đó. Xin lỗi một lần nữa, tôi không có video tôi chơi với Ultranay19, nhưng tôi có liên kết của trò chơi nếu bạn muốn chơi, và các bạn có thể trải nghiệm trò chơi của anh ta. Đó là tất cả. Nhật ký 11. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đã có quá nhiều trò chơi khác không hề thực sự thuộc thế giới đỏ. Hãy quay lại trò chơi đó. Trở lại thế giới đỏ, tôi đã cố gắng đi theo những con đường khác nhau, và tôi đã kết thúc ở một thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi gặp lại ngọn lửa, nhưng lần này tôi chạy sang bên phải trước khi nó kịp chạy về phía tôi. Có một căn phòng với một hình vuông kỳ lạ được vẽ trên tường. Hình vuông đó dường như là thứ phát ra âm thanh của những đứa trẻ đang hát. Tôi tìm thấy một đoạn đường dốc dẫn đến một hành lang với cơ bản là một ngõ cụt. Trong khi chạy xuống, tôi nhìn thấy một hình thù như một loài rồng nào đó, hoặc ít nhất là hóa thạch của nó. Trước khi đi đến ngõ cụt, tôi có thể chạy đến một hành lang khác. Điều này dẫn tôi đến một ngõ cụt khác, một căn phòng. Khi tôi bước vào căn phòng, tôi đã thấy cùng một người ở nhật ký 3. Họ đang cầm rìu hoặc một loại vũ khí cận chiến khác. Tôi cố gắng bỏ chạy, nhưng độ nhảy của con chuột của tôi rất cao. Tôi không đủ nhanh. Người đó đã bắt được tôi và nó đã ngắt kết nối của tôi. Bây giờ, hãy thử một cái gì đó khác. Thay vì chạy sang bên phải trước khi ngọn lửa kịp chạy vào người, tôi lại chạy sang bên trái. Tôi đã bị dịch chuyển tức thời 4 lần và tôi đang ở một nơi, 4 hành lang. Điều duy nhất tôi có thể làm ở đó là chạy vòng tròn. Nhạc lại thay đổi, bắt đầu méo tiếng và không nghe được tiếng trẻ con hát nữa. Hoặc mình không nghe được nữa.
tôi bị căng thẳng, tôi không biết phải làm gì. Vì vậy tôi chỉ đơn giản là đứng đó, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Tôi đã phải rời cuộc chơi, tôi đã quá căng thẳng, tôi cảm thấy mình cần phải thử lại. Nhưng tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai. Nhật ký 12, cập nhật ngắn. Xin chào, tôi đã trở lại. Tôi đã điều tra thông tin qua AI của kẻ thù ở nơi này. Và đây là những gì tôi tìm thấy. Ngọn lửa đỏ chỉ tấn công bạn khi bạn đến gần nó. Nếu người chơi không tiếp cận nó sẽ ở nguyên vị trí của nó. Cố gắng tránh ngọn lửa là vô ích, vì nó quá nhanh và không có nơi nào để đi. Và thực tế là nó không đi theo một hướng cụ thể. Nó thực sự đang đi về phía bạn. Né tránh ngọn lửa thực sự là vô ích. Nếu bằng cách nào đó tránh được nó sẽ dẫn bạn đến ngõ cụt. Tôi nghĩ đó là vì ngọn lửa được cho là sẽ có được bạn bằng bất cứ giá nào. Người đỏ có thể xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trong mê cung. Có lẽ không chỉ có một người đỏ cực kỳ chậm, nhưng có khả năng là anh ta có thể đi xuyên tường. Người đỏ xuất hiện bên trong một trong những căn phòng giống như là khối lập phương đó. Nó tự dưng xuất hiện, hình như nó dịch chuyển về phòng hay gì đó. Những thứ chỉ đang hát thực ra là một hình vuông phát sáng màu đỏ gắn vào tường của một trong những căn phòng giống như khối lập phương đó. Nó là nơi phát ra âm thanh. Ngoài ra, tôi đã thử đi qua mê cung một lần nữa và tôi đã tìm thấy một điều mới. Trong căn phòng giống như khối lập phương, có một thứ gì đó trên mặt đất. Có thể là một biểu tượng nào đó phát ra hiệu ứng âm thanh giống như tiếng gầm gừ. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy người đỏ sắp xuất hiện. Ngoài ra, còn có một cửa sổ cho phép bạn nhìn thấy The Dragon King. Và nó thực sự là một lưới xương, có thể là lưới đầu lâu hoặc thứ gì đó tương tự. Tôi có video, bạn có thể xem. Nhật ký 13. Vì vậy, tôi lại ở đây. Và như bạn có thể thấy, thế giới đỏ không còn nữa. Trò chơi đã được đổi tên thành Trêu Ghẹo, hay còn gọi là Teaser. Và bản thân trò chơi đã thay đổi. Vì vậy, đây là những gì tôi tìm thấy. Trò chơi bây giờ là một căn phòng nhỏ với một tĩnh điện kỳ lạ bên trong. Giống như tôi, hầu như không thể thấy các bức tường nếu không đến gần chúng. Chà, không có người đỏ, không có ngọn lửa, không có hành lang dài vô tận. Không có gì, chỉ là một căn phòng nhỏ. Mặc dù hơi buồn, tôi rất thích chơi Red World. Đó là một trò chơi mê cung thú vị. Nhưng ai biết được, có lẽ Red Eddy Steer đang định làm lại lần nữa. Có lẽ anh ấy đang làm một trò chơi khác, tôi không biết. Nhưng tôi cho rằng mình nên đợi cho đến khi chuyện gì đó xảy ra. Còn cái audio Sass Satan thì mất rồi, nghe như tiếng gió chầm ấm. Tình huống với Uchane 19 là anh ấy đã trả lời câu hỏi của tôi khi tôi hỏi anh ấy tại sao anh ấy muốn Discord của tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn thêm tôi và tôi đã không trả lời. Anh ấy đã không lên mạng trong vài tuần hoặc vài tháng. Tôi cảm thấy như tôi nên thêm anh ta sớm hơn. Vậy là xong. Tất cả những gì chúng ta cần làm là đợi Red Eddy Steer cập nhật lại. Nhật ký 14. Cảm nghĩ của Jenny. Một tương lai lạnh giá. Vì vậy, Cold Cold Future của Jenny Feelings đã không còn đóng cửa, đón khách. Khi tôi tham gia trò chơi, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một bản ghi chú trên tường. Nơi tôi đang ở là một căn phòng, giống như là một trong những phòng chơi game mà người ta hay có hay gì đó. Kể cả có máy tính trong đó, căn phòng cực kỳ tối và nguồn sáng duy nhất tôi có là ánh sáng của màn hình máy tính. Có tiếng nhạc buồn nào đó phát ra từ chiếc đài trên bàn. Tôi gần như ghi chú và tôi muốn nhìn thấy. Tôi dành phần còn lại của video ở đó, đi dạo quanh nhà. Tôi thậm chí còn rời đi để xem lại ghi chú. Tôi không thể tương tác với bất cứ thứ gì. Vì vậy, đó là khá nhiều trong ngày hôm nay. Và đây cũng chính là một con game. Nhật ký 15. Đã một thời gian dài kể từ lần cuối tôi viết ở đây, nhưng tôi đã trở lại. Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì mới về Red World cả, chỉ là nó đã thay đổi thành trò chơi Trêu Ghẹo đó. Tuy nhiên, tôi đã đọc ý kiến của bạn và hầu hết các bạn đã đúng. Hãy bắt đầu với thực thể người đỏ. Người đỏ, như tôi đã đề cập trong nhật ký 12, xuất hiện trong những căn phòng xung quanh mê cung. Tuy nhiên, vẻ ngoài của nó rất giống với mẫu vật 5 từ biệt thự Jumpscare của Spooky. Nếu bạn tra cứu nó, chúng giống hệt nhau, với điểm khác biệt duy nhất là người đỏ có màu đỏ thay vì màu be. Tôi cũng tìm thấy một cái gì đó khác, trò chơi Red Steer, hay còn gọi là Red World Happy. Red Steer thực sự có bản nhạc có bản quyền và tôi đã kiểm tra trò chơi nhiều lần. Và một trong những lần đó, cuối cùng, tôi cũng tìm thấy âm thanh đáng lo ngại mà nó có, nhưng tôi không ghi lại. Red Steer có một điểm khác biệt với thế giới đỏ. Không có thực thể thù địch nào trong đó. Cho dù bạn khám phá bao nhiêu, bạn cũng không thể tìm thấy ngọn lửa hay người màu đỏ. Không có gì đâu. Ngoài ra, nếu bạn thử chơi trò chơi bây giờ, bạn sẽ chỉ tìm thấy bản nhạc vui vẻ mà tôi đề cập. Chỉ là một đống ngõ cụt. Uchane 19 cũng bị cấm vĩnh viễn. Tôi không biết liệu anh ấy có cố tình hay vô tức bị cấm.
Trước đó tôi nhận thấy rằng anh ấy bảo tôi xóa anh ấy khỏi wiki, nhưng bây giờ đã quá muộn. Tôi nghĩ lẽ ra tôi nên kết bạn với anh ấy trên Discord khi tôi có thời gian. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy. Trò chơi của anh ấy, Slutherian, cũng đã được đổi tên đơn giản là F. Trò chơi vẫn như vậy, mặc dù Thế Giới Đỏ cũng có một phần đề xuất khá thú vị. Một trong những trò chơi chỉ là những chữ cái tiếng Nhật mà tôi không biết nghĩa của chúng. Trò chơi chỉ là một khoảng trống màu đen với một số hộp phan bản có nội dung dừng lại, cùng với một tiếng ồn cực kỳ lớn, rối mắt. Tôi phải rời đi vì đầu tôi đã rất là điếc. Tôi đã không tìm thấy bất cứ điều gì khác, vì vậy tôi sẽ để nó lại ở đây. Hẹn gặp lại sau. Kết thúc. Đây là nơi cuộc hành trình của tôi kết thúc. Jenny Feeling không còn cập nhật nữa, và cô ấy thậm chí còn tạo ra một trò chơi có tên là DN. Tôi đã chơi nó một lần nữa, nhưng bây giờ không có ai có thể chơi nó ngoại trừ bạn bè của cô ấy. Còn trò chơi của Red AD Steel hiện đã bị xóa nội dung, và Ultra Night 19, như bạn có thể biết, bị cấm vĩnh viễn. Và hai trò chơi này đều đã không thể được chơi nữa, hoặc là nó đã bị xóa bớt đi nội dung. Tôi thực sự nghi ngờ rằng sẽ có nhiều bản cập nhật trò chơi hơn. Và nếu nó thực sự có bản cập nhật, thì bạn có thể tự mình thực hiện. Tôi thực sự thích khám phá Thế Giới Đỏ và tôi tìm thấy những trò chơi thần thoại thực sự hay. Cảm ơn Red AD Steer, Jenny Feelings, Ultra Night 19, Little Bird 78 và những người khác đã giúp đỡ tôi. Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong suốt cuộc hành trình này. Tôi sẽ không thực sự tiếp tục điều này nếu không có các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cho đến lần sau. Máu GD Part 452. Đây là một gương mặt bình thường, còn đây là một gương mặt khá là... Ok, tôi tên là Aiden, và tôi muốn chia sẻ cho các bạn về một điều khá đáng lo ngại mà tôi đã trải qua. Tôi không biết liệu đây có phải là một câu chuyện tào lao bí đao hay không, nhưng bạn biết đấy, hãy nghe và bình luận bên dưới nha. Ok, đó là một buổi tối thứ bảy khi tôi đang cảm thấy khá là buồn chán. Không biết làm gì khi buồn chán, nên tôi thường gọi bạn bè đến để chơi những thứ như là lửa chùa. Vì các bạn biết đấy, trong lửa chùa, chúng ta có thể chơi được những anime như Attack on Titan. Trong lửa chùa, chúng ta có thể chơi được những anime như Saitama One Punch Man. Trong lửa chùa, chúng ta có thể chơi được những anime như Thanh Gươm Diệt Quỷ. Ok, tôi chỉ đùa thôi. Và không biết hôm nay họ muốn chơi thứ gì đó, nhưng điều đặc biệt là tôi và họ, những bạn bè của tôi đều muốn chơi những tựa game khác biệt khỏi lửa chùa. Và tôi đã chọn Roblox. Tôi đã từng nghe nói đến Roblox từ trước đây, nhưng tôi luôn nghĩ là nó sẽ không phù hợp với mình. Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ thực sự chơi nó trước đây. Và vì tôi chưa bao giờ chơi, nên bây giờ chúng tôi cần một sự nào đó đặc biệt, nên tôi đã chọn Roblox. Và tôi, Johnny Yorji, tôi rất ngạc nhiên về trang chủ của Roblox. Nó khiến cho tôi nghĩ đến về việc game này hay đấy, thế mà sao mình không biết à. Và cũng như nó khuyến khích tôi chơi rất là nhiều tựa game khác, chẳng hạn như Lovewood, Anime Adventure. À, hình như con game này nó bị... Ok, và sau đó chúng tôi và bạn bè đã chơi cùng nhau một tựa game có tên là Lovewood. Khi tôi và bạn bè của tôi đã tham gia trò chơi, và vài phút đầu trông nó có vẻ khá ổn, nhưng không hiểu sao lại có một thanh niên hà cơ lõ ở khắp mọi nơi. Chúng bay lên đầu những con quái có tầm đánh cực kỳ xa, di chuyển tức thời và sang bounty chỉ bằng một hit. Trải nghiệm ngay lúc này chẳng thú vị chút nào, và chơi cũng đã muộn. Vì vậy tôi đã nói với bạn bè rằng trò chơi này đang trở nên cực kỳ khó chịu và tôi sẽ không chơi nó nữa. Và bạn bè của tôi nói thì nó rất là hay, nên là chỉ có mình tôi rời đi thôi. Tôi thức dậy vào sáng hôm sau và chỉ còn tôi ở một mình ở nhà thôi. Oh yeah. Tôi nghĩ là mình có một cái ý tưởng, đó là nếu như tôi xem coi bạn bè của tôi, họ đã hoạt động như thế nào và họ chơi như thế nào khi không có tôi ngày hôm qua. Thế nên là tôi đã thử chơi một trò chơi khác ngoài Lovewood, đó chính là King Legacy. Và tôi cũng muốn mời họ chơi thử, nhưng họ đã ngoại tiếng. Tôi đã thử mời họ nhưng không có câu trả lời. Tôi cho rằng là họ đang ngủ vì hàng ngày họ thức suốt đêm. Và tôi thấy mình đang lướt qua trò chơi chơi Roblox, xem liệu mình có thể nên chơi một tựa game nào đó hay không. Và sau khi tôi tình cờ thấy một tựa game có tên là Avatar Elitor, và boom, các bạn thấy nó tuyệt vời như thế nào không?
Ok, tất nhiên là các bạn không biết rồi, tại vì mình chưa kể mà. Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời. Cách bạn có thể tùy chỉnh, phối màu, kết hợp những thứ như là áo, quần, tóc, gương mặt. Nó thật sự là làm cho tôi nhớ đến Lego, hoặc là những tựa game như là thay đồ, hóa trang, Halloween các kiểu. Lúc đó tôi chỉ muốn thay đổi khuôn mặt, nhưng lại đổi ý vì nghĩ khuôn mặt mặc định cũng được, và chắc là không cần thay đổi đâu. Khi tôi hoàn tất việc tùy chỉnh hình đại diện của tôi, Discover, tức là khám phá. Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ, nhưng tôi chỉ cho rằng là nó chỉ là một cái lỗi thôi. Ngoại trừ lần này có gì đó không ổn, thật sự không ổn. Có vẻ như nụ cười trên khuôn mặt đó trở nên lớn hơn, nên tôi bấm khám phá lại và nó tiếp tục quay trở lại, nhưng bây giờ với sự thay đổi đáng lo ngại hơn. Smile to hơn rất nhiều, đôi mắt của nó bắt đầu trông như một sinh vật nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi, đừng nhìn tôi như vậy chứ. Ok các bạn ơi, nó là mình nhớ đến một cái gương mặt nó khá là meme trong Roblox, đó chính là cái khuôn mặt mình không biết là tên gì, nhưng mà cái gương mặt này nó cực kỳ hề luôn nha các bạn. Bạn nào mang cái mặt này vô, hoặc là những video mà nó kiểu giống như là meme về Roblox đó, đều có gương mặt này nha các bạn, cực kỳ bất cười luôn nha. Đúng này, tất cả đều đúng. Ok, cái gương mặt đó nó có tên là Formidable Face, tức là khuôn mặt đáng gờm. Dịch hơi kỳ nha. Có lẽ đó chỉ là một lỗi thôi. Vì thấy không ổn nên là tôi đã đóng máy tính xách tay của mình lại. Ngay sau đó tôi đã đi ngủ. Ok. Không biết mình đang làm cái tiếng đi ngủ nào nữa các bạn. Ok. Và cái khúc sau của cái câu chuyện này nó thật sự là khá là tí ghi. Đã nhiều tuần trôi qua và tôi không nhận được bất cứ thứ gì từ bạn bè của mình. Không có gì, mặc dù tôi đã hỏi họ, họ chính thức biến mất khỏi list bạn bè của tôi. Tôi nghĩ là bạn bè của tôi đang tiếp tục chơi lũ chùa vì có vẻ là Lockwood không hợp với họ lắm. Ok, và cuối cùng sau khi tôi xem lại trong hình ảnh của Roblox của tôi đã bắt gặp một dòng chữ tôi luôn đang xem, với một bức tranh vẽ khuôn mặt đang cười cực kỳ dị. Câu chuyện này diễn ra đã rất lâu rồi, nhưng đối với tôi nó giống như vừa mới trải qua mấy ngày dạo gần đây vậy. Tôi và cùng một người bạn khác tên là John, bọn tôi đã có cùng chơi một tựa game, đó chính là Lockwood. Vẫn như thường ngày, chúng tôi về C1 để farm. Trò chơi này thật sự hay vì nó liên quan tới một bộ anime tôi rất thích, One Piece. Trong thế giới này thì tôi có thể làm mọi thứ chúng tôi thích. John và tôi đều rất thích chơi tựa game này, nhưng đáng tiếc là chúng tôi không thể trải nghiệm được cái hay của tựa game này trước, bởi vì chúng tôi còn phải cày level. Và thật sự đối với tôi, game này cũng gọi kha khá để cày. Chúng tôi chỉ mới ở đạo khỉ, tôi thì level thấp hơn John, nhưng bọn tôi vẫn thường xuyên chơi. Cho đến một ngày, vào một buổi trưa, tôi mới gặp một người chơi có tên là Chan Chan. Một cái tên nghe có vẻ rất là hay. Như bạn thấy, chữ Chan lặp lại tới tận 2 lần, nghe nó khá là vui tai. Nên bọn tôi đã gặp người chơi này, và thực sự anh ta cũng mới chơi giống như bọn tôi, khá thân thiện, và anh ta có vẻ như chơi tựa game này cũng khá lâu. Tôi không hiểu tại sao anh ta chơi Lockwood rất là thuần phục, nhưng lại vẫn ở C1, và anh ta bảo chỉ có level 20. Mà thôi mặc kệ, có nhiều người vô chơi họ chỉ random chết quỷ rồi ao, không cần cày level cũng được mà. Thế là bọn tôi cùng nhau chơi game. Chan Chan thì luôn tỏ ra cực kỳ thân thiện, hay hỏi han, và cũng như có một skin rất lạ. Nhưng theo góc nhìn của tôi hiện bây giờ, nó thực sự thú vị. Một Bacon Man bình thường, nhưng có một chiếc skin đầu màu vàng, nhìn nó khá là vui các bạn. Nó khiến tôi nghĩ đến một cái trend, đó là trend You Are My Sunshine. Ok, tôi sẽ không riết râu bạn cái đó làm cái gì. Được rồi, quay trở lại với chủ đề. John và tôi đã có một ngày cực kỳ vui
bên bạn tình trên trên này, nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Tôi vì đã mệt với hàng giờ chơi Lovewood và tôi muốn đổi một tựa game mới để chơi. John cũng cảm thấy thế. Chan Chan thì đồng ý ngay lập tức. Anh ta bảo chỉ cần chơi với bọn tôi thì game nào cũng vui. Anh ta có phải người hướng ngoại hay không mà anh ta có thể dẫn dắt chủ đề câu chuyện và tham gia với chúng tôi như những người bạn đã từng rất thân trước đây. Chúng tôi lần lượt vào những tựa game khác, chẳng hạn như bắt cua OB100, thi đua xem ai có thể vượt qua các stage nhanh nhất, nhiều nhất sẽ là người chiến thắng. Hay chúng tôi sẽ chơi những tựa game co-op như trốn tìm, hay là cạnh tranh nhau như ở Playball. Những tựa game chúng tôi chơi đều rất vui, thú vị, cực kỳ hay, cũng như là tươi sáng. Nó như là một tựa game bình thường, nhưng có Chan Chan vô thì chúng tôi chơi cực kỳ vui. Để làm quen một người bạn mới, chúng tôi sẽ được biết về câu chuyện của bọn họ và tìm hiểu sâu hơn về họ. Điều ấy làm tôi khá thích thú. Nhưng đến lúc rồi, tôi đã chơi game được quá nhiều. Bây giờ đến lúc tôi cần phải nghỉ trưa. Hẹn gặp lại John và Chan Chan. Tôi liền tắt máy tính và chuẩn bị đi ngủ. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, tôi đã tỉnh dậy. Trước khi tôi ngủ, ngoài trời vẫn còn rất nắng. Nhưng sau khi ngủ dậy, chẳng hiểu sao trời đang mưa. Thật sự là một ngày rất mát đối với tôi, nhưng cũng u ám không kém. Bây giờ tôi đã nhớ ra là John, sau khi tôi ngủ thì anh ta vẫn còn chơi với Chan Chan. Không biết là anh ta chơi những gì, tôi bèn đi hỏi anh ta và bật máy tính lên. Nhưng không ngờ rằng John lại bảo với tôi một câu rằng hãy cẩn thận Chan Chan. Sau đó tôi thấy anh ấy đã off game được 3 tiếng, tức là trùng với lại khoảng thời gian mà tôi off game để đi nghỉ trưa. Thật sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ là hai người này đang phối hợp với nhau để có thể chôn tôi hay chăng? Cái chen chôn chôn Việt Nam nó đã qua rất là lâu rồi, chẳng lẽ tôi lại bị chôn chôn? Mang tâm lý vừa hoang mang vừa cảnh giác vì có thể mình đang bị hai đứa bạn trêu chọc, tôi mãi không chút mảy may liền tìm Chan Chan để hỏi. Anh ta cũng đang on, nhưng tôi hỏi anh ta không trả lời. Thật sự lúc này tôi bối rối lắm, vì chúng tôi đã quen nhau được khá thân thiết rồi mà. Vài tiếng trước chúng tôi còn nói chuyện đàng hoàng, vui vẻ đàng hoàng, mà bây giờ Chan Chan lại đối xử lạnh lùng với tôi như thế. Thế là mọi suy nghĩ của tôi vào ngõ cụt. Tôi nhắn John, nhưng John lại không trả lời. Dường như anh ta đã có vẻ như biến mất khỏi trò chơi Roblox, hay là anh ta chỉ đi nghỉ ngơi thôi, tôi cũng không biết. Bắt đầu tôi nghi ngờ và tò mò về người chơi Chan Chan này. Tôi bắt đầu lên các mạng xã hội như TikTok để tìm hiểu. Thì ra tôi đã phạm một phải sai lầm. Đó chính là Chan Chan, người chơi được một TikToker bảo rằng đây là người chơi bạn không nên chơi cùng. Thật sự tôi rất hoang mang khi người bạn mới của tôi cũng tên Chan Chan, skin cũng có một chiếc đầu vàng và thân mình là Bacon Man. Tôi hoảng loạn và định nhìn kỹ lại. Tôi bất ngờ và định vào Roblox để kiểm tra lại đó có thật sự là skin cũng như là Chan Chan có tên giống như vậy không. Thế nhưng suy nghĩ đó của tôi đã bị dập tắt. Chan Chan thật sự không đổi tên. Tôi liền tắt máy tính đi và không chơi Roblox trong hôm nay nữa. Sáng hôm sau, dường như đã có can đảm, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ hơn, tôi đã bắt đầu vào lại Roblox. Và điều kỳ lạ thay, John đã trở lại bình thường. Nhưng anh ta cũng thắc mắc tại sao Chan Chan lại biến đi đâu mất khỏi danh sách kết bạn. Tôi cũng tìm hiểu và anh ta cũng đã hủy kết bạn với tôi. Hoang mang không biết là ngày hôm qua chúng tôi đã thực sự chơi Roblox hay là không, đã thực sự kết bạn và chơi với anh ta hay không. Tôi và John đều chẳng có một bằng chứng gì Chan Chan đã từng kết bạn với chúng tôi và chơi cùng chúng tôi. Những tựa game chúng tôi chơi ngày hôm qua, nó đã đều xóa hết dấu tích của Chan Chan. Kỳ lạ thay, video về TikTok thông báo về việc các bạn không nên chơi với người chơi có tên Chan Chan cũng đã bị xóa. Tôi không hiểu đây là thật hay là giả nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và chúng tôi thực sự không hiểu gì. John với tôi để tổng hợp lại những gì cần biết về Chan Chan. Thứ tôi biết về anh ta chỉ có điều là anh ta là một người tốt, thân thiện, biết cách nói chuyện, cũng như có một sự bí ẩn nào đó. Vắt óc để suy nghĩ, chúng tôi cũng không hiểu tại sao bây giờ tôi sẽ tìm anh ta trên Roblox. Chan Chan, ok, xuất hiện tên anh ta, như vậy đã là thật. Tôi bắt đầu join game cùng anh ta. Cùng với John,
chúng tôi đã thực sự vào một cái server Lovewood của anh ta, cùng vào một đéo khỉ như lúc chúng tôi bắt đầu gặp nhau. Không ngờ tôi thấy Chen Chen đang nói chuyện với một người chơi mới. Anh ta cũng thân thiện như vậy, cũng hỏi rất nhiều điều, cũng rủ chơi game này game khác, và cũng đồng ý khi người bạn kia không muốn chơi Lovewood mà chuyển game khác nữa. Thật sự rất giống chúng tôi khi chơi với Chen Chen. Nhìn thấy cảnh tượng này, chúng tôi cũng không muốn còn chơi Lovewood nữa, hãy tắt máy tính và sau đó tạm ngừng chơi vài tuần. Ok, đó là câu chuyện của tôi về Chen Chen, một nhân vật cực kỳ bí ẩn mà thật sự tôi không biết là anh ta có thật hay không và làm như vậy để làm gì. Có thể là anh ta đang chôn chôn những người chơi khác bằng cách là tạo ra một cái thứ bí ẩn. Còn không thì đây là một video giải trí và mình đã có chèn vào một yếu tố hài để cho các bạn xem video này vui thôi các bạn, chứ cũng chả có gì đặc biệt đâu. Mình biết là nhiều đây chả thấm tháp gì đấy các bạn đúng không? Ok, vui là chính nha các bạn ơi. Và nếu bạn thấy thích thì đừng quên tặng mình một like nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nhớ là video này chỉ là giải trí đi nha các bạn ơi. Và nó là câu chuyện không có thật, sẽ không có người chơi nào như vậy, nên là các bạn cứ yên tâm nha.